dần đưa để mà tao tập giả đơn. Mẹ tao thấy tao chăm hơn mọi ngày, mẹ lại gần hơn là mày bị nhập bà con. Thằng em tao nó mới vừa bị bắt, các chú bỏ nó, mày phải thật thà hơn. Tao tao làm nhạc chỉ vì hai mục đích, một là vì thích cái đàn phập phà đơm. Sáng dậy sớm tao không đi đủ đơn, khi lên sân đưa để mà tao tập giả đơn. Mẹ tao thấy tao chăm hơn mọi ngày, mẹ lại gần hơn là mày bị nhập bà con. Thằng em tao nó mới vừa bị bắt, các chú bỏ nó, mày phải thật thà hơn. Nai tách đỏ sọc chỉ đơn giản là vỏ bọc, còn bên trong là trap star xanh đen. Đôi mắt đỏ ngọc chạy trước và bỏ động, bọn tao là ác ma canh đêm. Đến giờ là phải vác hoa nhanh lên, lấy đồ rồi thì mình vác ra anh em. Mấy cơ thì mày vác ra anh xem, nếu có bị bắt thì phải thoát ra nhanh lên. Ngõ năm chín đã từng rất yên bình trước khi trở nên náo loạn náo loạn. Năm anh xe ôm cùng với một thợ điện đập vào bọn tôi tán loạn tán loạn. Khi vì tiền mà nhận lấy án phạt, bỏ giờ trước mặt tương lai sáng lạn. Tự do có được đến ngày đáo hạn, đặt tay lên bàn và viết bản cáo trạng. Lả lơi thả trôi, đôi khi anh đây hơi bừa bãi. Chả thôi chả chơi, có mấy trong đội hơi thừa thai, hiểu không? Tiểu nhân, anh đã mời mày đi lùa gái. Loại mày hợp với mấy con lừa cái, đàn ông đéo gì tao thấy mày bị thừa giải. Tao làm nhạc chỉ vì hai mục đích, một vì thích cái đàn phập phà đơm. Sáng dậy sớm tao không đi đủ đơn, vì lên sân thượng để mà tao tập giả đơn. Mẹ tao thấy tao chăm hơn mọi ngày, mẹ lại gần hơn là mày bị nhập bà con. Thằng em tao nó mới vừa bị bắt các chú. Tao làm nhạc chỉ vì hai mục đích, một là vì thích cái đàn phập phà đơm. Sáng dậy sớm tao không đi đủ đơn, vì lên sân thượng để mà tao tập giả đơn. Mẹ tao thấy tao chăm hơn mọi ngày, mẹ lại gần hơn là mày bị nhập bà con. Thằng em tao nó mới vừa bị bắt các chú. Bà đường.